Các bạn ơi, tớ Long 24, chủ chỗ danh trà pha dần số Hà Nội. Trên con đường khởi nghiệp kinh doanh, tớ còn trang bị cho mình thêm kiến thức tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Các bạn hãy theo dõi và ủng hộ tớ trên con đường học tập và kinh doanh nhé. Cảm ơn các bạn.